Lập Thạch, một vùng đất cổ kính và xưa nhất của tỉnh Vĩnh Phúc, mang những nét dấu ấn tín ngưỡng nguyên thủy của cư dân bản địa. Là một vùng đất bán sơn địa, hàng năm vào mùa mưa nước ngập đồng chiêm, thủy sản nước ngọt, đặc biệt là các loại cá rất phong phú. Cũng từ đây mà những món ăn dân dã, từ con cá, cây cỏ vườn nhà được người dân Lập Thạch sáng tạo nên. Người dân huyện Lập Thạch đã tạo ra món cá thính muối chua nức tiếng gần xa. Có lẽ vì cách chế biến đặc biệt mà món cá thính nơi đây mang hương vị rất riêng và đã trở thành thương hiệu của vùng đất Lập Thạch. Để có được món ăn này cũng thật kỳ công. Đó chính là kinh nghiệm, kỹ thuật mà cha ông xưa tích lũy từ bao đời nay, truyền dạy lại cho những người con đất Lập Thạch. Lập Thạch thì là cái vùng đất mà có thể nói được chia làm ba miền rõ rệt, mà phía Bắc là miền núi và khu giữa là vùng bán sơn địa, và đặc biệt là phía Nam của huyện là cái vùng chiêm trũng. Cho nên cứ từ tháng 5 đến tháng 10 là thường là nước và sông tràn vào đồng. Thế khi nước vào thì mang theo cá, tôm, cua, các loại hải sản. Trong cái ẩm thực và trong cái văn hóa Việt Nam thì cũng rất nhiều món ăn ở làng quê, đặc biệt cũng xuất phát từ cái mà khó khăn, những cái mà vất vả thì lại sinh ra những cái mà và sáng tạo của nhân dân. Thế ngày nay thì cái cá thính thì cũng được đông đảo nhân dân và mọi người vẫn sử dụng hàng ngày trong bữa ăn của người dân Lập Thạch. Từ thuở sơ khai, nhân dân địa phương đã biết đoàn kết thành cộng đồng để chế ngự thiên nhiên, sản xuất ra của cải, vật chất, hình thành các làng quê. Rồi cùng với thời gian, họ lấy gia đình, họ hàng, láng giềng làm mối quan hệ giao tiếp, sinh hoạt hàng đầu trong cuộc sống thường nhật. Với nền văn minh lúa nước và sự khắc nghiệt của thiên tai, người trong làng phải quần tụ để giúp nhau trong sản xuất và chế ngự thiên nhiên. Những ngày nước lên, ngập làng, ngập ruộng, hoa màu hư hại, cuộc sống người dân khó khăn. Nguồn thức ăn thường ngày vô cùng khan hiếm. Người dân Lập Thạch chỉ biết tự mình bơi sông đánh bắt cá qua ngày. Cá đánh bắt ăn không hết, đổ đi vì không có cách bảo quản. Trong cái khó lại ló cái khôn. Những mẻ cá đánh bắt được, người dân Lập Thạch áp dụng. Nếu ăn không hết thì cho vào chum vải ướp với muối, trộn thêm thính ngô, ủ chua để sử dụng làm thức ăn dự trữ. Cách làm cá thính này cũng thật kỳ công và nhiều công phu. Đối với người dân huyện Lập Thạch, cách làm cá thính không chỉ đơn thuần là món ăn, mà hơn cả, đó chính là nghề truyền thống từ bao đời nay của vùng đất này. Để giữ chọn được hương vị truyền thống, thật sự không đơn giản chút nào. Đòi hỏi người làm phải tuân thủ đầy đủ tất cả các quy trình kỹ thuật, từ việc chọn cá đến sơ chế và công đoạn bảo quản. Theo kinh nghiệm từ cha ông để lại, cá dùng để làm cá thính phải là các loại có vảy. Trong đó cá chấm, cá chép, cá mè luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Khi lấy cá về thì chúng tôi rửa sạch, mổ và ướp muối. Do cái thời tiết mùa hè nó khác với thời tiết mùa đông, cho nên là cái làm cá mùa hè thì cái tỷ trọng muối và cá nó khác nhau so với mùa đông. Và cái lượng cá mùa hè chúng tôi thường ướp là 10 cân cá thì tương đương với 1 cân đến 1 cân mốt muối. Và thời gian cũng chỉ có 3 đến 5 ngày thôi. Nhưng mùa đông là do cái thời tiết nó rét hơn
cho nên là cái lượng cá chúng tôi ướp ấy là tỷ lệ là 10 cân cá là tương đương với 1 cân 2 muối, và thời gian là chúng tôi đảm bảo là từ 5 đến 7 ngày. Thính dùng để ướp cá là từ ngô. Thính ngô sẽ được rang trong khoảng 10 phút cho đến khi các hạt ngô chuyển sang màu vàng xém cạnh. Nước chè ngon đấy, bà mua đâu đấy, nước chè nước dâu à? Rang à? Khi thính đã thơm và chín đều sẽ được đưa vào cối giã nhỏ. Thính để ướp cá không được giã quá nhỏ mà chỉ được giã vỡ ra như hạt tấm. Như vậy, những hạt thính mới phát huy được hết công dụng. Không chỉ làm cho cá thơm và dậy mùi, thính ngô còn tác dụng hút được các phần nước còn lại bên trong miếng cá để cá vẫn có độ ẩm và thịt cá săn chắc. Có một loại lá đặc biệt được sử dụng trong quá trình ủ thính cá, đó chính là lá ổi. Lá ổi dùng để ướp cá không được dùng lá già mà phải dùng lá bánh tẻ. Vị chát của lá ổi và độ thơm của lá phát huy được hết tác dụng. Lá ổi dùng để ướp cá thính có tác dụng như một vị thuốc chữa bệnh. Nó còn có công dụng tạo độ thơm của cá thính và khử được hết mùi tanh còn lại trên cá. Tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ đến công đoạn ủ thính cá, công đoạn rất quan trọng và kỳ công, đòi hỏi sự cẩn thận và khéo léo mới có thể tạo ra được món cá thính chua và thơm ngon sau này. Những miếng cá được bao phủ bằng thính ngô từ trong ra ngoài. Mỗi một lượt cá sẽ được phủ một lớp lá ổi cùng với thính ngô. Lớp trên cùng của hũ cá sẽ được phủ một lớp thính thật dày. Phần con rơm cộng với mo tre ở phía trên vại cá có công dụng để giữ chặt cá và thính không bị rơi ra, cũng là tạo độ ẩm phù hợp trong hũ cá để cá lên men theo cách tự nhiên. Cuối cùng là những thanh tre sẽ được gài thật chặt trên miệng vại cá. Trộn với thính rồi thì cho đều trên miếng cá và từng miếng cá xếp vào cái lọ bảo quản của cái hũ cá ấy, là xếp theo từng miếng vào, và mỗi một lượt cá thì lại cho thêm một tí lượt thính vào và kèm theo có cái lá ổi thường ấy, và là để cho nó có cái độ thơm đặc biệt của nó, và cái hai nữa là cái lá ổi cũng là một cái vị thuốc nam đấy, trong cái chống các cái bệnh về đường tiêu hóa. Cho nên là cái lá ổi khi làm cá thính mà lại có cái lá ổi kèm theo vào trong cá thính thì nó tăng thêm cái độ thơm của nó. Và người dân ăn cái cá mà có cái lá ổi nó như là cái dạng như là nem cá. Mọi công đoạn gần như đã hoàn thiện, nhưng cá thính có thể lên men một cách tự nhiên và ngon nhất thì công việc ủ men và bảo quản là quyết định tất cả. Ủ thính xong, vại cá sẽ được úp ngược xuống chậu nước muối. Phần nước muối này để cho không có loại côn trùng nào có thể chui được vào bên trong vại cá. Đây chính là bí quyết bảo quản khi cá được ủ và cần lên men tuyệt đối, tránh không khí xâm nhập vào. Khác với cách ủ men thông thường, người dân Lập Thạch thường đưa vại cá thính của mình đặt nơi góc bếp, bởi khu vực này khá khô ráo và cho bếp cũng là phương pháp chống ẩm để cá thính lên men tự nhiên. Cái công đoạn nào cũng là hết sức quan trọng, như cái công tác bảo quản là quan trọng nhất. Đấy, quản lý của nó, bảo quản của nó, nước muối nhằm mục đích để cho cái không khí không được vào lọ cá. Cái thứ hai, vi khuẩn bên ngoài không hoạt động được. Và thường xuyên chú ý là phải kiểm tra cái lượng nước trong cái vại nước của cái lọ cá đó. Cái phương pháp này là phải thường xuyên kiểm tra, chứ không bao giờ để được hết nước, để tránh thôi những cái vi khuẩn nó hoạt động vào cái lọ cá. Nếu như hết nước là lọ cá sẽ bị hỏng. Trong thời gian này, cá được ủ khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Phải lâu như vậy thì cá mới ngấm thính, độ chua của cá mới đạt yêu cầu, và khi chế biến thưởng thức
mới thấy được độ thơm ngon đặc biệt. Cá thính có thể ăn sống hoặc chiên bằng dầu ăn, nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là cá thính khi được kẹp vào thanh tre tươi nướng trên bếp than củi. Cá sẽ có màu vàng đều, đôi chút xém cạnh. Khi nướng lên, mùi thơm của cá thính lan tỏa. Chỉ cần một nhà nướng cá thính, hương thơm lan tỏa len lỏi khắp làng xóm, khiến lòng dạ xốn sang. Cá khi nướng vàng đều sẽ có mùi thơm của thính. Bóc lớp da cá, bên trong là thịt cá màu hồng hồng. Thịt cá có vị chua chua, mùi béo. Khi thưởng thức sẽ cảm nhận vị đậm đà nơi đầu lưỡi, độ béo ngậy của cá, đậm đà của muối, cộng thêm hương thơm của thính lan tỏa trong miệng, khiến bất cứ ai cũng phải rạo rực. Các cái thực phẩm khác thì có thể con người ăn sinh hoạt hàng ngày có thể gây ra nhiều bệnh như béo phì hoặc mỡ mỡ. Thì cái món cá thính là cái món ăn thường ngày để giúp cho bà con nhân dân ta để tránh được cái căn bệnh về thừa các chất. Thế thì xuất phát từ cái truyền thống của quê hương thì huyện ủy, ủy ban nhân huyện cùng với lại các cái ban ngành cơ quan thì chúng ta được sự giúp đỡ của tỉnh thì chúng ta phát huy cái truyền thống và cái món cá thính lập thạch đã được cục sở hữu trí tuệ là cấp cái bằng thương hiệu là cá thính. Thế và hiện nay thì chúng tôi cũng là phát huy cái truyền thống sản xuất cá thính để có thể không những để cung cấp cho người dân mà cũng để tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu một cái món ăn của làng quê đến đông đảo bà con nhân dân trên cả nước và cả thế giới nữa. Trên vùng đất Lập Thạch, giờ đây món cá thính luôn là món ăn mà mọi người tự hào đem ra thiết đãi mỗi khi nhà có khách quý. Cá thính hấp dẫn thực khách bởi hương thơm dịu và màu vàng của thính ngô. Vị chua thanh có chút dư vị ngọt tan ngay nơi đầu lưỡi. Tựu chung lại, món ăn cá thính được coi là tiếng lòng mà người dân Lập Thạch muốn gửi gắm vào trong đó. Một câu chuyện về cuộc sống vất vả một nắng hai sương của những con người vùng chiêm trũng. Từ món ăn đời thường, cá thính đã trở thành niềm kiêu hãnh vẫy gọi mọi người đến với quê hương Lập Thạch để được cảm nhận về món ăn đã đi ra từ những buổi nhọc nhằn xưa kia. Cá thính Lập Thạch luôn là món quà mà người dân nơi đây mong gửi tới tất cả bạn bè, người thân nơi xa trên các vùng miền quê Việt. Hy vọng rằng không xa hơn, món ẩm thực này sẽ không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà sẽ vươn xa hơn để hội nhập với thế giới với tấm lòng hiếu khách và chân thành của người dân vùng Lập Thạch.